Trước khi ăn là mình kiếm cái chỗ mình đặt cái máy quay đó mọi người. Vì sao không? Đấy thì mình đặt cái máy quay đó, bây giờ kiếm chỗ đặt máy quay đó. Mọi người ha, bây giờ là mình đã đặt cái máy quay rồi ha. Bây giờ là đây là chén muối ha, bây giờ là mình cắt nhỏ nhỏ. Bây giờ là mình bắt đầu mình ăn ha. Mình diễn giống mấy người mà anh ta làm YouTube ẩm thực á. Đấy, rồi mình bắt đầu mình ăn, mình diễn như như người ta ăn vậy này. Wow, thúi. Mấy người ta làm ẩm thực người ta ăn vậy á. Ăn vậy nè. Thúi. Ăn trúng cái thúi mọi người. Diễn diễn trúng cái thúi mọi người. Ngon, ngon. Ngọt cực kỳ á mọi người. Cho nên là mấy người người ta làm ẩm thực người ta diễn vậy mọi người. Đó. Nhưng mà nó chín quá. Mời mọi người ăn ha. Chín quá là nó chua mọi người. Nha. Đó, muốn làm ẩm thực á, lộn, muốn làm thumbnail á là cầm cái này nè. À, vậy đó. À. Đó, làm rồi sau về cách làm ảnh thumbnail vậy nè. À. Đó. Vậy đó là có ảnh thumbnail rồi mọi người nha, mình chỉ anh em làm gì? YouTube. Đấy, như mình làm YouTube dễ à. Đâu cần khó khăn như anh em đâu. Đó. Chua quá. Cái này đó, mấy anh em mà trên YouTube người ta diễn vậy mọi người.